Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ba Hí TV nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp thực hiện cái món ăn đó là thịt kho trứng nha các bạn. Đây là mình mua cỡ hơn nửa ký thịt đùi nè. Đây trứng vịt ha. Còn bịch nước dừa. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thực hiện món ăn nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ bắt trứng lên luộc. Còn thịt thì mình sẽ rửa sạch đem ướp nha. Rồi trứng mình sẽ bắt lên bếp luộc khoảng 10 phút nha các bạn. Trứng nó chín thì mình sẽ lột ra nha. Rồi thịt sau khi mà mình rửa mình sắp miếng vuông vuông vừa ăn như thế này mình sẽ tiến hành ướp nha các bạn. Mình sẽ ướp mình để khoảng 30 phút rồi mình mới kho nha, cho nó mới thấm. Thì mình sẽ cho vào đây một ít tỏi nha. Tỏi băm á. Rồi nước mắm. Mình cho vào đây 2 muỗng muối nha các bạn. Rồi cho vào 3 muỗng bột ngọt nha. Rồi tiếp theo chúng ta cho vào đây 3 muỗng đường nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ đảo đều các gia vị lại để cho nó thấm nha. Mình trộn rồi mình để nó khoảng 15 đến 30 phút gì đó. Để cho nó các gia vị nó thấm vô trong thịt đi rồi mình sẽ đem đi kho. Thì nó sẽ ngon hơn, nó mau thấm hơn nha. Rồi trong thời gian mà mình đợi thịt thấm á các bạn thì mình sẽ đi lột trứng nha. Rồi sau khi thịt đã thấm thì giờ mình sẽ tiến hành mình nấu nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho dầu ăn vô để mình thắng nước màu nha, cái đường. Khi đường nó vàng rồi mình cho tỏi băm vô nha các bạn cho nó thơm. Mình đảo đều cho nó vàng ha. Rồi sau đó mình cho thịt ta ớt vào các bạn. Đảo đều cho thịt nó thấm nha, cho nó săn lại. Bạn thấy nó óng ánh đẹp không? Màu rất ngon nha. Rồi sau khi thịt nó săn lại mình cho nước dừa vô luôn á các bạn. Đây nước dừa mình cho vô cái đồ ớt nãy là mình chán luôn nha. Nếu mà nước ít quá thì các bạn có thể thêm nước vào ha. Rồi giờ mình bắt lửa lớn lên để cho nó mau sôi nha các bạn. Rồi giờ nó sôi mình sẽ bớt lửa sau. Rồi sau khi thịt của mình sôi các bạn mình cho trứng vào luôn. Trứng này mình lọc vỏ rồi ha. Cho vào luôn. Rồi mình sẽ bắt lửa nhỏ riu riu chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho nó thấm nha, nó ngục. Rồi đây là thịt kho của mình nó đã chín vào hoàn tất rồi này các bạn. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.